Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 26 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8. Dự phiên họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương. Trước khi tiến hành kỳ họp, các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra trong một ngày, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, đồng thời phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm ba Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bầu Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao.